Tại huyện Sapa, từ năm 2019 đến nay, Công an huyện đã tham mưu Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ban hành trên 17 văn bản chỉ đạo các cấp ngành phối hợp với lực lượng công an đảm bảo các điều kiện về bố trí quỹ đất, kinh phí xây dựng nhà làm việc, trang thiết bị, phương tiện cho công an xã. Cùng với đó, Công an huyện Sapa đã hoàn thành việc bố trí từ 5 đến 8 đồng chí công an chính quy về công tác tại một xã và đầu tư xây dựng hoàn thiện 9 trụ sở công an xã độc lập với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng từ nguồn Ủy ban Nhân dân huyện cấp hỗ trợ xây dựng, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Để đảm bảo được cái nhiệm vụ chính trị cho công an chính quy thì huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện rất là quan tâm bố trí cái ngân sách để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng cũng như là nhà làm việc của công an xã cơ bản là đáp ứng được, đảm bảo tạo điều kiện cho công an xã yên tâm công tác. Thực tế tại các địa phương cho thấy cơ sở vật chất phục vụ cho lực lượng công an xã tại một số nơi còn gặp nhiều khó khăn, nhất là nơi ăn ở sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ. Một số trụ sở thiếu kinh phí xây dựng các hạng mục công trình phụ, quỹ đất được bố trí có diện tích nhỏ so với yêu cầu công tác chiến đấu. Chính vì vậy, việc triển khai xây dựng các trụ sở công an xã với đầy đủ các công trình phục vụ công tác đã giúp các cán bộ chiến sĩ yên tâm hơn khi thực hiện nhiệm vụ. Sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo công an các cấp thì đến nay trụ sở công an xã Bờ Tó cơ bản đã hoàn thiện. Thì lực lượng công an xã chúng tôi rất là phấn khởi. Thì trong thời gian tới, tôi mong muốn là có cái khu vực để tạm giữ các phương tiện vi phạm cũng như là các cái tang vật, đồ vật. Ngoài ra thì cần được bố trí thêm các cái khu vực công trình phụ để đảm bảo cái việc sinh hoạt cũng như là ở lại trực của lực lượng anh em công an xã. Cùng với huyện Sapa, thị xã An Khê là một trong các địa phương thực hiện tốt việc tham mưu đầu tư xây dựng trụ sở công an xã. Thời gian qua, Công an thị xã An Khê đã tích cực phối hợp với ngành hữu quan, tham mưu đề xuất Ban Thường vụ, Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã, chủ trương bố trí quỹ đất theo định mức quy định của Bộ Công an để xây dựng trụ sở công an xã độc lập và nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của cấp ủy, chính quyền. Ngay sau khi triển khai cái nghị quyết 12 ở cấp tỉnh thì lực lượng công an chúng tôi đã tham mưu cho thị ủy tổ chức ngay cuộc hội nghị của ban chấp hành của thị xã. Qua đó các đồng chí trong toàn đảng bộ cũng như đảng viên nắm được các cái chủ trương, những vấn đề mà cần phải thực hiện trong thời gian ngắn nhất, và quá trình hoạt động thì thường xuyên xin ý kiến của ban thường vụ đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh cũng như các đồng chí trong ban thường vụ thị xã, cũng như là sự phối hợp của các ngành triển khai. Bên cạnh đó thì kiểm tra công tác tiến độ thực hiện, và đến nay việc hoàn thành 100% các xã đã có trụ sở độc lập thể hiện sự đồng lòng, sự nhất trí, sự đồng thuận rất cao của cả hệ thống chính trị và của các cấp ủy đảng. Ngày 5 tháng 10 năm 2023, dự án nhà làm việc công an xã gồm Thành An, Tú An, Xuân An, Cửu An và Sông An đã được khánh thành, đưa vào hoạt động với tổng kinh phí trên 17,8 tỷ đồng, xây dựng theo đúng thiết kế mẫu của Bộ Công an. Bên cạnh đó, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trên 2,2 tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2022 của thị xã An Khê để mua sắm trang thiết bị làm việc, xây dựng chính quyền điện tử cho công an xã. Từ năm 2020 là do cái điều kiện khó khăn của chính quyền địa phương, cho nên là công an xã Xuân An thuê cái trụ sở là cái nhà dân riêng để mà phục vụ cho nhân dân. Thì trong cái quá trình công tác từ năm 20 tới nay thì rất là vất vả, điều kiện khó khăn, chật chội, rồi mọi vấn đề tiếp công dân thì cũng nó không có đảm bảo. Thì nhưng trên cái tinh thần đó thì anh em vẫn hết sức cố gắng. Rồi từ khi thì có cái đảng ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện, cũng như là lãnh đạo công an các cấp cũng tạo điều kiện thì xây dựng cho trụ sở công an xã một cái trụ sở mới hết sức là khang trang. Thì trên tinh thần đó, công an xã là cố gắng quyết tâm hơn nữa để thực hiện hoàn thành tất cả các mục tiêu với tinh thần là vì nhân dân phục vụ. Lãnh đạo các cấp đã quan tâm, là thật sự quan tâm đến người dân và đã tạo điều kiện để xây cho công an xã một cái trụ sở là nghiêm trang thế này. Thứ nhất là vừa đỡ tiện nghi trong cái việc làm việc, thứ hai là cũng như cho nhân dân rất tiện lợi trong vấn đề mà quan hệ công tác, và cũng mong sao là ngày lãnh đạo ngày càng quan tâm hơn nữa
để cho lực lượng công an có đủ điều kiện mà phục vụ tốt cho nhân dân. Và riêng lực lượng công an đã làm tốt rồi đó, nhưng mà mong là tốt hơn nữa, đi sâu đi sát với nhân dân hơn nữa, để nắm bắt được những cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân, và từ đó chúng ta kịp thời mà xử lý những sự việc, là ngăn chặn những sự việc ảnh hưởng vào an ninh trật tự có thể sẽ không xảy ra. Đó là vấn đề mà nhân dân mong muốn. Đến hết năm 2023, dự kiến toàn tỉnh sẽ có 143 trụ sở công an xã được xây dựng độc lập, đạt 72,96%, trong đó 124 trụ sở xây dựng mới và 19 trụ sở nhận bàn giao đủ điều kiện đưa vào làm việc. Còn 53 đơn vị công an xã chưa có trụ sở làm việc độc lập. Việc hoàn thành sớm mục tiêu 100% công an cấp xã có trụ sở độc lập góp phần chung sức với công an toàn tỉnh xây dựng lực lượng công an thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.